Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 65. Khi Thiên Tỉnh quán sụp đổ, Lý Dục Thần đã đến tiền đường. Quẻ xăm gãy đó khiến anh luôn cảm thấy bất an. Đặc biệt là khi Trương Đạo Viễn nói đến Bạch Xà Hứa Tiên, sau đó lại đổi thành Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Đạo hạnh của Trương Đạo Viễn không cao nhưng những lời vô tình nói ra thường lại hợp với thiên cơ. Cho dù là Bạch Xà Hứa Tiên hay Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài thì đều chuyện xảy ra ở tiền đường. Lý Dục Thần đến Tháp Lôi Phong trước, đây là nơi truyền thuyết kể rằng Bạch Xà cuối cùng bị trấn áp. Đáng tiếc là tòa tháp ban đầu đã sụp đổ từ lâu, Tháp Lôi Phong hiện nay là được xây dựng sau này, ngoài cái tên thì không còn liên quan gì đến tòa tháp cũ nữa. Do ảnh hưởng của bão, hôm nay bất chợt có mưa rào đổ xuống như chút nước, cho nên du khách đến hồ tiền đường rất ít. Lý Dục Thần lướt qua mặt hồ, xuyên gió vượt mưa rồi đáp xuống hòn đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo có đình đài Lucas, cầu cong dẫn đến nơi u tĩnh. Trên mặt hồ phía nam của đảo, có ba tòa tháp đá tỉnh xảo. Đây là cảnh đẹp nhất của hồ tiền đường Tam Đầm Ấn Nguyệt. Lúc này không có trăng nhưng gió thổi sóng dâng, mưa rơi thành khói, tạo thành một mỹ cảnh bi thương. Bờ bên kia cây cối xanh tươi, hoa cỏ tùm nhưng trong số đó có một bông hoa nở cực kỳ rực rỡ. Cánh hoa màu hồng nhạt, nhụy hoa đỏ tươi như một mỹ nhân ngóng nhìn mặt hồ trong mưa gió, chút tương tư xuống dòng nước. Lý Dục Thần liếc nhìn bông hoa đó, anh hơi ngạc. Nhiên! Lúc này mưa gió đột nhiên lớn hơn, mưa lớn đột ngột đổ xuống mặt hồ phát ra tiếng nước ào ào. Màn mưa như bức màn muốn che khuất cả đất trời. Lý Dục Thần nhìn ba tòa tháp đá trong mưa lớn, có chút ngẩn ngơ. Mưa này nói đến là đến, nói lớn là lớn, lòng trời khó lường, hay thay đổi thất thường. Nghe nói ở thủ đô mưa lớn, đường phố như sông tạo thành ngập úng. Hầu Thất Quý nói nhà họ Lý vẫn ổn, ngay cả ngôi nhà mới xây bên cạnh cũng không bị ngập nước. Nhưng Lý Dục Thần biết đó là vì Hoàng Đại Sơn đã dùng phép thuật dẫn nước đi. Nhưng dù sao Hoàng Đại Sơn cũng không phải là thần, ông ta có thể dẫn nước đi để bảo vệ nhà họ Lý nhưng không thể biến nước mất đi, càng không thể ngăn được trời mưa to. Dẫn họa thủy sang hướng đông chỉ là chuyển họa cho người khác, không phải là việc tốt. Vì vậy, anh bảo Hầu Thất Quý nói với Hoàng Đại Sơn một tiếng, đừng làm phép nữa, thiên đạo tuần hoàn, cái gì nên chịu thì phải chịu. Nếu cần thiết, phải cố gắng cứu giúp những người dân xung quanh đang gặp khó khăn, thà rằng nhà họ Lý bị ngập còn hơn là làm ngơ. Năm nay trời mưa nhiều, có vẻ không phải là điềm lành. Đại sư huynh đã nói mây gió bên ngoài đang nối lên, nhiều bí cảnh ở nhiều nơi mở ra, thiên đạo mịt mờ khó lường, hoặc là khởi đầu của đại loạn, hoặc là khởi đầu của đại trị, cũng chưa biết được. Lý Dục Thần đang ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy có người nói sau lưng. A-di-đà Phật, ngắm hồ trong mưa, công tử Lý thật tao nhã. Lý Dục Thần quay đầu lại thì thấy Hòa Thượng Chí Nhẫn đứng trên con đường nhỏ giữa những bông hoa, chắp tay lại mỉm cười với anh. Đại sư không tu hành trong chùa mà lại dầm mưa đến đây, chẳng phải là tao nhã hơn cả tôi sao? Lý Dục Thần cười nói. Chí Nhẫn không nói đúng sai mà hồi, tôi thấy mặt mày công tử Lý buồn rầu, không biết có phiền não gì không? Lý Dục Thần nhìn về phía Tháp Lôi Phong mờ ảo trong mưa khói bên kia hồ hỏi, đại sư, dưới Tháp Lôi Phong có thật sự có Bạch Xà không? Chí Nhẫn sửng sốt, công tử Lý hỏi vậy là có ý gì? Chỉ là tò mò thôi. Có, mà cũng không có. Sao đại sư lại nói như vậy? Lý Dục Thần tò mò hỏi. Tôi xuất gia từ nhỏ, lúc đó Tháp Lôi Phong vẫn còn, chỉ là đã đổ nát không chịu nổi. Sau này Tháp Lôi Phong đổ sụp thì có lưỡng khí trắng bốc lên tận trời, ở Tân Thiên Trúc mà tôi vẫn có thể nhìn thấy. Tôi hỏi sư phụ, đó có phải là Bạch Xà trong truyền thuyết không? Sư phụ nói là cũng không phải. Gặp phải Hòa Thượng Thiền Tông ăn nói sắc bén, Lý Dục Thần rất đau đầu nên hỏi, sao lại là cũng không phải. Chí Nhẫn cười nói, lúc đó tôi cũng hỏi như vậy, sư phụ lại hỏi ngược lại tôi, con biết Bạch Xà vì Tháp Lôi Phong hay biết Tháp Lôi Phong vì truyền thuyết Bạch Xà? Lý Dục Thần sửng sốt, nhanh chóng hiểu được ý của sư phụ Chí Nhẫn. Mọi người biết đến Tháp Lôi Phong trước hay biết đến truyền thuyết Bạch Xà trước, điều đó không quan trọng, có lẽ cũng không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một điều là hai thứ này có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tháp Lôi Phong nổi tiếng vì truyền thuyết Bạch Xà tồn tại vì Pháp Lôi Phong. Đã phá tháp rồi thì Bạch Xà đương nhiên cũng không còn nữa. Còn vẽ việc nó từng tồn tại hay không, điều đó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mọi người, giống như tòa tháp vậy, tòa tháp thực sự đã đổ nát từ lâu,
Tòa tháp hiện tại chỉ là một hình ảnh tưởng tượng hư ảo, một địa danh du lịch mà thôi. Không ai quan tâm đến việc nó từng là gì cả. Nghĩ như vậy, Lý Dục Thần dường như cũng hiểu được quẻ xăm cầu cho Mã Sơn và cha Na Lệ. Anh không lo lắng cho Mã Sơn, ngược lại hơi lo lắng cho Đinh Hương. Thiên cơ mịt mờ, lúc đó không nhìn thấy, bây giờ muốn xem lại thì đã không nhìn rõ được nữa rồi. Tất nhiên, lúc đó có xem thì cũng chưa chắc anh đã thấy được gì, ngược lại có thể là sai. Trời cao đôi khi cố tình trêu chọc con người, tu vi của bạn càng cao thì ngài càng trêu chọc bạn, khiến bạn sai càng nhiều hơn. Cảm ơn đại sư đã giải đáp. Lý Dục Thần chắp tay hành lễ, tôi xin cáo từ trước, trời lạnh mưa to, đại sư cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Cảm ơn công tử quan tâm, nếu có thời gian rảnh, hãy đến Thiên Trúc trò chuyện, uống một tách trà đằng, nghe tiểu tăng kể một câu chuyện. Chí Nhẫn nói. Lý Dục Thần gật đầu, được, nhất định sẽ làm phiền. Rồi anh bước vào mưa gió, biến mất trên mặt hồ. Chí Nhẫn nhìn về phía Lý Dục Thần biến mất, thở dài, rồi đi đến chỗ bông hoa đặc biệt xinh đẹp bên hồ kia, ông ta giơ tay ra, trong tay xuất hiện thêm một chiếc ô giấy đầu che lên trên bông hoa. Chiếc ô giấy che mưa gió cho bông hoa, mở ra một khoảng trời quang đăng, còn bản thân hòa thượng lại đứng ngoài ô, mặc cho mưa gió tạt vào. Vị công tử Lý này, tôi nhớ lần đầu gặp, cậu ấy còn chưa nhập tiên thiên, vậy mà bây giờ đã có thể đạp hư không, tốc độ tu luyện nhanh đến mức này, có lẽ chưa từng có. Chí Nhẫn như đang tự nói với chính mình, lại như đang nói với ai đó, giọng nói dịu dàng như ngọn đèn đầu đêm thu, sợ bị mưa gió dập tắt. Công tử Lý này, có tình có nghĩa, không phải là kẻ cưỡng vọng của huyền môn bình thường. Phật môn không tướng, có lẽ dễ độ người hơn tiên gia. Nếu tôi cầu xin, hẳn là cậu ấy sẽ đồng ý chứ. Kiếp này của tôi chắc chắn không thể thành Phật, nếu có thể giúp người thành tiên thì cũng không uống phí ba kiếp luân hồi, diện bích trăm năm của tôi, dù cơ thể này thành cho bụi cũng không hối tiếc. Năm xưa, Tiền Vương Bản Thủy Triều, dẫn con ác long đó đến hồ Tiền Đường rồi nhốt dưới đáy hồ, dùng ba tòa tháp chân áp. Nhưng không ngờ lại khiến Thiên Mục hướng đông hội tụ linh khí của cả một dòng sông đến đây, tạo nên Tiền Đường như ngày nay. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, lần này tuyệt đối không để người tàn lụi nữa. Bão táp hay mưa lớn, tôi nhất định sẽ bảo vệ và độ người đến khi thành nhân. Nếu trời còn ghen ghét người thì tôi sẽ thả con ác long đó ra, cho nó khuấy đảo trời đất không yên. Giữa ba tòa tháp đá, mơ hồ truyền đến một tiếng rồng gầm. Chí Nhẫn như không nghe thấy, vẫn lại nhải nói không ngừng. Một nhà sư, một chiếc ô, một bông hoa, một bức rèm mưa gió như một bức tranh cuộn tròn tại Tam Đàm Ấn Nguyệt trên hồ Tiền Đường. Xa xa bên bờ hồ không có người đi. Không biết từ cửa tiệm nào đó phát ra tiếng hát đang thịnh hành gần đây. Lang quân ở phía đông Tiền Đường, thiếp ở phía bắc Lâm An, lúc đi quân mang áo nâu đỏ, thiếp ở nhà đeo vàng trên eo. Ngô Đồng Cư, thành phố Hòa. Hứa Quốc Lập đang lười biếng dựa vào cửa lớn, nhìn bầu trời u ám. Này, Lý Dục Thần có ở đây không? Không biết từ lúc nào, đột nhiên có một đạo sĩ, mặc đạo bào, còn đeo theo một thanh bảo kiếm xuất hiện. Trông giống như một diễn viên vừa mới ra khỏi phim trường mà chưa kịp thay quần áo vậy. Hứa Quốc Lập giật mình, không biết đạo sĩ này chui từ đâu ra. Nhưng ông ấy biết Lý Dục Thần xuất thân từ huyền môn, có lẽ hẳn ta là trưởng bối trong sư môn, mặc dù giọng điệu nói chuyện của hắn ta khiến ông ấy rất khó chịu nhưng ông ấy cũng không dám chậm trễ nói. Công tử Lý đúng là có ở đây, xin hỏi ngài là ai? Vậy là được rồi. Đạo sĩ không nói hai lời mà đi vào cửa. Tất nhiên Hứa Quốc Lập không để cho hắn ta vào, ông ấy bước ra một bước chặn trước cửa. Hừ, cũng có luyện được chút ít võ công à, tránh ra, đạo sĩ nói. Hứa Quốc Lập vốn xuất thân quân nhân nên có, nền tảng võ thuật, sau khi Lý Dục Thần giúp ông ấy chữa khỏi chấn thương ở chân, trong một năm ở Ngô Đồng Cư này, ông ấy đã giao đấu với nhiều cao thủ nên võ công tiến bộ tất nhanh. Đạo trưởng, tôi chỉ là người trông coi, ngài đừng làm khó tôi. Xin hãy báo tên họ và lai lịch, tôi sẽ vào báo lại. Hứa Quốc Lập nói. Hừ, đúng là kẻ ác thì hay ra vẻ ta đây. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Hứa Quốc Lập nghe là biết tên này đến đây không có ý tốt. Đạo trưởng, nếu ngài đến làm khách, công tử và phu nhân của chúng tôi đều là những người hiếu khách, tôi sẽ vào báo một tiếng, sau đó đón ngài vào, tiếp đãi trà ngon cơm ngọt. Nhưng nếu ngài đến để gây sự, vậy thì xin mời về. Dài dòng. Sắc mặt đạo sĩ tối sầm lại, hắn ta vung tay lên, cả người Hứa Quốc Lập bay lên, đập vào ngạch cửa lớn ầm một tiếng.
Vài viên gạch ngói trên ngạch cửa bị vỡ tung rơi xuống đất cùng Hứa Quốc Lập. Hứa Quốc Lập rên lên một tiếng, cảm thấy khí huyết cuộn trào, ngực hô hấp không thông, ông ấy phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Thực lực của đạo sĩ này không phải dạng vừa, chỉ vung tay một cái đã khiến ông ấy bị thương nặng. Ông ấy biết hôm nay mình gặp phải cao thủ nhưng vì trách nhiệm, ông ấy không thể để đối phương cứ thế đi vào. Hứa Quốc Lập đã ngoài 50 tuổi, rời quân ngũ 20 năm nhưng lúc này máu nóng của người lính lại được kích hoạt, ông ấy ôm ngực, bò từ dưới đất đậy rồi lau vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt lạnh lùng, ông ấy nghiêm nghị nói. Muốn vào đây, trừ khi giết chết tôi, bước qua xác tôi mà vào. Đạo sĩ có vẻ hơi bất ngờ, cười lớn nói, không ngờ bên cạnh tiểu nhân còn có người trọng nghĩa khí như vậy, đáng tiếc là ông theo nhăm người rồi. Tôi vốn không muốn giết ông, là ông tự chuốc lấy, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Chỉ thấy hắn ta vung phất trần trong tay, tờ phất trần cuốn về phía Hứa Quốc Lập. Võ nghệ của Hứa Quốc Lập cũng không tệ nhưng khi gặp phải cao thủ cấp độ tiên thiên như thế này, ông ấy căn bản không có khả năng chống cự. Cơ thể ông ấy lập tức bị tơ phất trần cuốn lấy bay lên không trung. Mỗi sợi tơ đều như sợi thép cắt vào da ông ấy, chỉ cần đạo sĩ đồng ý niệm, ông ấy sẽ bị cắt thành thịt vụn, còn sạch hơn cả máy xay thịt. Nhưng ngay lúc này, một luồng ánh sáng trắng từ dưới góc tường sân bản ra cắt vào tơ phất trần như một con dao. Đạo sĩ kinh ngạc kêu lên, còn có trận pháp ư. Hừ, xem ta phá trận đây. Ông ta lắc cổ tay, tơ phất trần buông Hứa Quốc Lập ra. Tung ra khắp trời như một tấm lưới lớn phủ xuống Ngô Đồng Cư. Còn trước sau trái phải Ngô Đồng Cư, cương khí bắn ra từ mọi hướng như thể có một đội quân mai phục, lúc này vạn tiễn bắn vào lưới tơ trên trời. Hứa Quốc Lập từ giữa không trung rơi xuống sân ầm một tiếng. Những người trong Ngô Đồng Cư đã sớm bị kinh động. Chú Hứa, Mã Sơn là người đầu tiên xông ra, chạy đến ôm lấy Hứa Quốc Lập. Anh ta thấy da thịt trên người Hứa Quốc Lập nứt ra, máu thịt toàn thân cũng tan nát. Ngay cả ngũ quan ông ấy cũng không còn thấy rõ. Trên không trung truyền đến tiếng lách tách, cương khí bản ra từ mặt đất đã bản thủng lưới tơ rất nhiều lỗ, một tấm lưới tơ biến thành cái dây nên cũng mất đi uy lực. Chỉ thấy một đạo sĩ lơ lửng giữa không trung, đeo theo một thanh bảo kiếm, trên tay cầm một cán phất trần chọc bính. Trận pháp còn con, đừng hòng cản được bổn đạo ra. Đạo sĩ đột nhiên ném cán phất trần đi rồi bay lên giữa không trung. Biến thành một cây gậy khổng lồ đập xuống sân như thể cây trống trời đổ xuống, lại giống như Thái Sơn đột nhiên sụp đổ. Chỉ thấy cây ngô đồng trong sân đột nhiên vọt lên cành lá lan rộng, tán cây phình to, biến thành một chiếc ọ khổng lồ che trên bầu trời sân. Cây cột khổng lồ đó rơi trúng tán cây phát ra tiếng sột soạt. Cây ngô đồng lại trở về dáng vẻ bình thường, chỉ có lá cây bay đầy trời, rơi đầy sân theo gió. Ồ, có chút bản lĩnh, đạo sĩ có vẻ hơi ngạc nhiên. Mã Sơn ngẩng đầu lên giận dữ nói, ông là ai mà dám xông vào Ngô Đồng Cư? Đạo sĩ liếc nhìn anh ta, cậu chính là Lý Dục Thần à? Ông nội ông là Mã Sơn, ông lại là ai? Có giỏi thì xuống đây đại chiến 300 hiệp, Mã Sơn nói. Không phải Lý Dục Thần, đạo sĩ có chút thất vọng, gọi Lý Dục Thần ra, hôm nay tôi đến để giết Lý Dục Thần, không liên quan đến người khác. Mã Sơn nổi giận, mẹ kiếp thằng chó nhà ông. Chỉ bằng ông mà cũng dám ăn nói ngông cuồng à. Nói xong, anh ta tung một cú đấm về phía bầu trời. Sức gió của cú đấm rất mạnh, vút lên trời như một cơn lốc xoáy. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, hạt gạo mà đòi nấu thành cơm. Hắn ta vung tay áo, ống tay áo như mây đen phủ xuống. Sức gió của cú đấm của Mã Sơn nhanh chóng tan biến dưới đám mây đen đó lập tức rơi xuống người Mã Sơn. Chát một tiếng. Ống tay áo dài đánh vào mặt Mã Sơn. Mã Sơn chỉ cảm thấy như bị một cái xẻng đánh vào mặt, đầu óc choáng váng, đau rát. Hừ, đạo sĩ trên không trung có vẻ rất ngạc nhiên. Chiêu lưu vân thiết tụ này của hắn ta, người thường chỉ căn chạm nhẹ vào cũng sẽ hóa thành cho bụi, tên này chúng chọn một ống tay áo, còn đánh vào mặt, vậy mà vẫn không sao. Nhìn Mã Sơn đang ôm mặt, trong lòng anh ta dâng lên vô vàn tức giận. Đánh người thì được, vậy mà lại đánh vào mặt. A, à, anh ta gầm lên một tiếng rồi tung nắm đấm lần nữa. Nhưng ngay khi anh ta tung nắm đấm thì trong cơ thể anh ta lóe lên một ngọn đèn hư vô. Ngọn đèn này khiến lão đạo đang lơ lửng trên bầu trời hơi sửng sốt, sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm trọng. Xoẹt một tiếng, hắn ta rút thanh bảo kiếm sau lưng ra. Hừ, yêu thú phương nào, dám cướp lô đỉnh của người khác, mượn xác tu luyện, xem tao diệt mày đây. Lúc này...
theo cú đấm của Mã Sơn, một cơn lốc xoáy mạnh hơn nhiều so với trước đó bùng lên. Toàn thân Mã Sơn như hóa thành một con rồng khổng lồ, ẩn mình trong cơn lốc xoáy, lao thẳng về phía đạo sĩ. Đạo sĩ cũng vung kiếm, kiếm khí như cầu vồng, bổ xuống giữa không trung. Ầm một tiếng, kiếm khí chém tan cơn lốc xoáy. Nhưng trong đám bụi mù mịt, một ngọn đèn dầu hiện ra. Choảng một tiếng, kiếm chém vào ngọn đèn đầu. Ngọn đèn chập chờn rồi lóe lên một cái. Ầm một tiếng, cơn lốc xoáy tan biến, kiếm khí tiêu tan, Ngô Đồng Cư lập tức trở lại bình lặng. Mã Sơn đứng trên mặt đất, nắm chặt tay đối mặt với bầu trời. Gân xanh trên mặt anh ta nổi lên, trán đầy mồ hôi, toàn thân cơ bắp cứng đờ, xương cốt như bị đánh mạnh, anh ta không dám cử động, như thể chỉ cần động một chút thì toàn thân sẽ vỡ tan. Mã Sơn vẫn còn đang bực bội, mình lại không đỡ nối một nhát kiếm của người ta. Anh ta không biết người đang lơ lửng trên đầu mình là trưởng môn đời trước của phái Trung Nam, Mục Tỉnh Giã, bế quan được một giáp tử, đã vượt qua lôi kiếp, trở thành chân nhân tiên thiên rồi. Nếu không phải hồn đèn giúp anh ta đỡ được nhát kiếm này thì anh ta đã sớm tan thành cho bụi dưới kiếm rồi. Còn Mục Tỉnh Giã đang lơ lửng trên bầu trời lúc này lại còn kinh ngạc hơn cả Mã Sơn. Hắn ta nhìn thanh kiếm trong tay mình, thân kiếm tối đen, không có chút ánh sáng nào. Rốt cuộc thứ giống như ngọn đèn đầu đó là gì? Chỉ bị ngọn đèn liếm qua một cái mà danh kiếm đã theo mình 200 năm này lại mất đi linh khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.